Con gái vừa lên làm thủ tướng, ông Thảo Sĩ được ăn sáng. Nga công bố video đơn vị quân đội Ukraine đầu hàng ở Kurt. Máy bay chở ứng viên phó tổng thống của ông Trump gặp sự cố trên không. Israel không kích xe ô tô, hạ sát hai quan chức cấp cao của Hamas. Campuchia triển khai an ninh lớn phòng ngừa biểu tình ở Phnom Penh vào ngày 18 tháng 8. Campuchia trong những ngày qua đã triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó, trấn áp các lực lượng thù địch chống đối đang âm mưu kích động người dân, nhất là tại thủ đô Phnom Penh. Trung tướng Chuan Narin, cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh cho biết hơn 1.000 nhân viên an ninh được triển khai tại thủ đô của Campuchia trong ngày 17 tháng 8 trong bối cảnh phe đối lập ở nước ngoài kêu gọi biểu tình chống chính phủ. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn thông cáo đăng tải trên trang web của Cảnh sát Quốc gia Campuchia đưa tin, ông Narin kêu gọi người dân Campuchia đừng lo lắng về tình hình trật tự và an toàn công cộng khi an ninh tại thủ đô đã được tăng cường trong nhiều ngày này. Ông Narin cũng là phó giám đốc Cảnh sát Quốc gia Campuchia. Lực lượng an ninh của chúng ta sẵn sàng chấn áp bất kỳ nhóm cực đoan nào cố gắng tổ chức cuộc biểu tình bất hợp pháp vào ngày 18 tháng 8 hoặc những ngày tiếp theo, ông Narin nhấn mạnh. Trung tướng Narin cũng cho biết người dân có thể ra vào thủ đô như bình thường vì đường phố không bị chặn. Trước đó hôm 15 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói phe đối lập ở nước ngoài gần đây đã kêu gọi người dân địa phương tập trung tại Phnom Penh vào ngày 18 tháng 8 âm mưu lật đổ chính phủ. Chúng ta sẽ có những hành động cứng rắn chống lại những kẻ đang cố phá hoại đất nước. Chúng ta sẽ không cho phép một số thế lực thù địch thực hiện âm mưu chia rẽ đất nước, ông Hun Manet tuyên bố. Trước một thông điệp ghi âm dài hơn một giờ chia sẻ trên kênh Telegram ngày 12 tháng 8, Chủ tịch thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP Công quyền Samdech Techo Hun Sen đã cảnh báo xử lý mạnh các đối tượng mưa toàn kích động gây bạo loạn, đồng thời lưu ý người dân tránh bị lôi kéo, vượt làn dây đỏ. Ông Hun Sen khẳng định chính phủ luôn đảm bảo việc người dân được sống trong hòa bình, ổn định chính trị và nỗ lực xây dựng kinh tế đất nước. Con gái vừa lên làm thủ tướng, ông Thaksin lại được ân xá. Luật sư của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết, hoàng gia nước này tiếp tục giảm án cho ông. Reuters đưa tin, ông Thaksin đã nhận được lệnh ân xá của hoàng gia, rút ngắn bớt hai tuần trong thời gian thủ án. Luật sư của ông cho biết vào ngày 17 tháng 8, một ngày sau khi con gái ông, Petongtan Shinawatra, được quốc hội bầu làm Thủ tướng. Sau khi bị lật đổ năm 2006 trong một cuộc đảo chính quân sự, Ông Thạc Xin vào năm 2018 đã ra nước ngoài, đã sống lưu vong hơn 10 năm để tránh bị xét xử các cáo buộc tham nhũng. Nhà cựu lãnh đạo tự nguyện trở về vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, cùng dịp Thái Lan thành lập chính phủ đảng Phiêu Thai, dẫn đầu liên minh cầm quyền. Sau khi về nước, ông Thạc Xin bị giam giữ. Ông bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích trong thời gian tại nhiệm từ năm 2001 đến năm 2006. Bản án của ông Thạc Xinh đã được vua Maha Vajiralongkorn giảm xuống còn một năm vào tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, sau đêm đầu tiên ở trại tạm giam Bangkok, ông được chuyển đến bệnh viện đa khoa cảnh sát do có vấn đề về tim phổi. Trong những tháng tiếp theo, ông ở lại bệnh viện do gặp phải các vấn đề y tế chưa được tiết lộ. Vào tháng 12 năm 2023, Cục Cải huấn Thái Lan công bố quy định mới cho phép tha tù trước thời hạn đối với tù nhân đã hoàn thành một phần ba bản án, Đồng thời, thuộc nhóm trên 70 tuổi hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tù nhân theo diện này có thể chấp hành án tại nhà. Ông Thạc Sinh nằm trong số các tù nhân được chấp nhận tạm tha sớm trong danh sách do cục cải huấn đề xuất. Ông được xếp vào diện tù nhân cao tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày 18 tháng 2, ông Thạc Sinh tại ngoại sau khoảng 6 tháng điều trị trong bệnh viện và tiếp tục chấp hành bản án còn lại tại nhà, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 8. Ông Thaksin là một trong những tù nhân được ân xá từ hoàng gia dành cho tù nhân nhân ngày sinh của nhà vua hồi tháng 7. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 8. Luật sư của ông Thaksin, Widiad Trai nói với Reuters. Ông Trai cho biết thêm rằng bản án của ông Thaksin dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 8, nhưng sau lệnh ân xá của hoàng gia vào tháng 7 thì nó đã được rút ngắn xuống ngày 18 tháng 8. Ngoài ông Thạc Sinh, gần 7.500 tù nhân khác cũng được hoàng gia giảm án trong tháng trước do cải tạo tốt. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý của ông Thạc Sinh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ông vẫn phải đối mặt với cáo buộc về tội khi quân liên quan đến cuộc trả lời phỏng vấn một tờ báo Hàn Quốc vào năm 2015. Ông Thạc Sinh được tại ngoại sau khi bị cáo buộc mắc tội khi quân. Ngày ông bị xét xử vẫn chưa được ấn định. Gần đây, ông đã xin tòa án cho phép đi Dubai để điều trị y tế, nhưng đã bị từ chối. Nga công bố video đơn vị quân đội Ukraine đầu hàng ở Kurt. Nga đăng đoạn video ghi lại cảnh một đơn vị quân đội gồm 24 quân nhân Ukraine được cho là đã đầu hàng Moscow ở khu vực Kurt. Một đơn vị quân đội gồm 24 quân nhân thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 của Ukraine đã đầu hàng Nga một cách có tổ chức gần làng Komarovka ở vùng Kurt. Một phát ngôn viên của lực lượng hành pháp Nga nói với Sputnik hôm ngày 17 tháng 8. Có 24 quân nhân thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga Trước khi đầu hàng, nhóm quân này đã liên lạc với chúng tôi qua kênh Free Shoulder 2022. Ông cho biết đề cập tới tài khoản Telegram Nga dùng để nhận thông tin đầu hàng của binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự Chính trị Lực lượng Vũ trang Nga, Tư lệnh Lực lượng đặc biệt Amat, Thiếu tướng Apti Aladinov nói với TASS rằng có 7 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng ở Khớt. Theo ông Aladinov, trong số 7 người, có một thành viên của tiểu đoàn Azov. Tướng Nga tuyên bố nước này đang chặn các nỗ lực đột phá của Ukraine ở Khớt suốt ngày đêm. Tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, đối thủ đang cố gắng xuyên phá vào lãnh thổ của chúng ta suốt ngày đêm. Tất cả những nỗ lực này đều kết thúc bằng việc loại bỏ các binh sĩ và phá hủy các thiết bị, ông nói. Theo ông, tại hướng Kursk, Ukraine đang dồn toàn bộ lực lượng và phương tiện mà họ có để tấn công Nga. Ông thông báo trong 24 giờ qua, Nga đã phá hủy của Ukraine ở Kursk 5 xe bọc thép chiến đấu, 5 xe bán tải, một robot không người lái, ra phá bom mìn và một xe tăng. Chúng ta đã có một ngày rất bận rộn và khó khăn. Giao tranh ác liệt diễn ra suốt cả ngày từ sáng sớm. Ukraine tung mọi lực lượng có thể về phía chúng tôi. Ông cho biết nhấn mạnh Nga đang loại bỏ nguồn dự trữ quân sự mà Kiev đổ vào mũi tấn công ở Kurt. Ngày 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất hơn 2.800 quân nhân và 41 xe bọc thép trong cuộc tấn công mở Kurt. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên. Rất khó để bên thứ ba xác định tuyên bố của một phía trong cuộc chiến vì đó có thể là đoàn tâm lý. Sáng sớm ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã vượt biên giới vào Nga và phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kurd. Bình luận về cuộc tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn. Ông cảnh báo Ukraine sẽ bị đáp trả thích đáng. Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công Kurd nhằm gây áp lực lên Nga để đảm bảo đạt được hòa bình công bằng. Kiev cũng tuyên bố kiểm soát hàng chục khu định cư của Nga ở Kurd trên diện tích hơn 1.000 km vuông. Ngoài ra, Ukraine nói rằng họ đã bắt giữ hàng trăm binh sĩ Nga làm tù binh trong những ngày qua. Trao đổi tù binh có thể sẽ trở thành một trong những lá bài đàm phán của hai bên trong thời gian tới. Hai nước đã có nhiều lần thực hiện các cuộc trao đổi trước đó. Hiện chưa rõ Nga và Ukraine đang giam giữ bao nhiêu người của phía còn lại. Máy bay chở ứng viên phó tổng thống của ông Trump gặp sự cố trên không. Chiếc Boeing 737-800 chở ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa J.D. Vance, người đồng hành cùng với ứng viên tổng thống Donald Trump, đã gặp sự cố giữa không trung và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại bang Wisconsin, Mỹ, ngày 17 tháng 8 theo giờ địa phương. Sự cố này xảy ra một tuần sau khi chính máy bay của ông Trump buộc phải chuyển hướng vì vấn đề kỹ thuật. Sau khi vận động tranh cử tại thành phố Milwaukee ở bang Wisconsin, ông Vance đã lên chiếc máy bay thuê có tên John Frost II trở về bang quê nhà Ohio. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi cất cánh, Phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và quay trở lại thành phố của Wisconsin, nơi máy bay sau đó được đội ngũ mặt đất và lính cứu hỏa kiểm tra. Phi công thông báo có sự cố với phần doang cửa. Ngay sau khi vấn đề được giải quyết, máy bay đã quay trở lại lộ trình bay ban đầu. Người phát ngôn của ông Vance, Taylor Vance Grigg cho biết, sự cố này đã làm chậm chuyến bay khoảng một giờ. Đầu tháng này, Trump Force One, chiếc Boeing 757-200 thuộc sở của công ty cựu Tổng thống Donald Trump buộc phải chuyển hướng khi đang trên đường đến một cuộc vận động tại thành phố Bozeman ở bang Montana do vấn đề kỹ thuật. Chiếc máy bay đã hạ cánh cẩn cấp tại Billings ở cùng bang, cách Montana khoảng 225 km. Các viên chức sân bay ở Billings đổ lỗi cho việc chuyển hướng là do vấn đề cơ học không xác định. Trong khi ông Trump không đề cập đến sự cố này trong bài phát biểu bằng video được xuất bản trên mạng xã hội ngay sau đó, cựu tổng thống tiếp tục đến Bozeman trên một chiếc máy bay phản lực tư nhân nhỏ. Vụ hỏa khánh khẩn cấp của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa JD Vance là vụ việc mới nhất trong một loạt các sự cố an toàn đã gây ảnh hưởng đến máy bay Boeing. Năm năm sau khi hệ thống ổn định bị trục trặc làm hai máy bay 737 MAX 8 bị rơi khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng, vụ bung cửa giữa không trung của một chiếc 737 MAX 9 đầu năm khiến công ty chế tạo máy bay xuất hiện trở lại trên các tiêu đề bài báo. Tháng 7 năm nay, Boeing đã đồng ý nộp khoản tiền phạt 243,6 triệu đô la Mỹ và nhận tội gian lận vì cố tình che giấu lỗi trong hệ thống ổn định gây ra các vụ tai nạn năm 2018 và 2019. Israel không kích xe ô tô hạ sát hai quan chức cấp cao của Hamas. Israel cho biết họ đã hạ sát hai thành viên cấp cao của Hamas trong một cuộc không kích vào xe của họ ở Stenin, thuộc bờ Tây hôm 17 tháng 8, theo Aviv cáo buộc hai người này có liên quan đến vụ giết một người Israel trước đó. Một tuyên bố chung từ cơ quan an ninh Israel và lực lượng phòng vệ Israel xác định những người này là Ahmed Abu Ara và Rafet Dawasi. cả hai đều đến từ quận phía bắc bờ tây gần Jenin. Trong một tuyên bố, lữ đoàn Ankhazim của Hamas cho biết họ tưởng niệm hai thành viên nói trên. Thông báo cho biết, Dawasi là lãnh đạo của al Qassam ở Senin và Ara là lãnh đạo al Qassam ở Aqaba. Tuyên bố của Israel cáo buộc hai thành viên cấp cao của Hamas đã tham gia vào việc lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng súng vào tuần trước tại thung lũng Jordan ở bờ Tây, nơi một người đàn ông Israel, Jonathan Dutz, đã thiệt mạng. Chính quyền Israel cho biết, các thành viên Hamas đã nổ súng trên một con đường chính ở bờ Tây vào ngày 11 tháng 8, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Hamas tuyên bố vụ tấn công tuần trước nhằm đáp trả cáo buộc trước đó rằng Israel đã tấn công một ngôi trường ở Gaza là nơi trú ẩn của người tị nạn, khiến 90 người Palestine thiệt mạng. Bạo lực ở bờ Tây đã leo thang kể từ khi cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.